qua tuổi 50, có bốn ân tình, cho đi bao nhiêu, càng oán hận bấy nhiêu. Kính thưa quý vị, con người phải va chạm, trải nghiệm và tổn thương thì mới có thể trưởng thành. Bước qua tuổi 50, đã đi qua nửa đời người, chắc hẳn ai cũng từng mệt mỏi với xã hội phức tạp, với rất nhiều nguyên tắc ngầm mà không phải ai cũng biết. Tiếp xúc càng nhiều, chúng ta mới nhận ra nhiều sự thật trong cuộc sống. Nhưng nên nhớ, ân tình cho đi cần chừng mực, hào phóng cũng cần phải có nguyên tắc. Bốn loại ân tình dưới đây, bỏ ra càng nhiều, chưa chắc đã là điều tốt. Thứ nhất, cha mẹ thương con nhưng thương không đều. Hầu hết mọi người đều thường xuyên đánh giá người khác, nhưng lại thường không biết nhìn nhận và đánh giá lại bản thân mình. Nhiều bậc cha mẹ rõ ràng khẳng định rằng bản thân luôn đối xử công bằng với tất cả các con và không bao giờ có tình trạng thiên vị bất cứ đứa con nào. Tuy nhiên trên thực tế thì lại hoàn toàn không phải vậy. Bố mẹ thiên vị người con trai trong gia đình là thực trạng khá phổ biến hiện nay. Con trai thường sẽ được bố mẹ chú tâm đầu tư hơn cho việc học. Khi trưởng thành, sẽ được bố mẹ mua nhà. Thậm chí, ngay cả khi lập gia đình, bố mẹ cũng sẽ là người sắm sửa của hồi môn và giúp chăm sóc con cái. Trong khi đó, con gái đi làm gửi tiền về, chăm lo cho bố mẹ, thì bố mẹ lại đưa hết tiền cho con trai. Trên đời này, tình mẫu tử, phụ tử luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Thế nhưng, sự thiên vị bày tỏ tình yêu sai cách sẽ tác động tiêu cực tới mối quan hệ của con cái với bố mẹ, quan hệ giữa các anh chị em trong nhà, và đôi lúc mâu thuẫn này sẽ còn kéo dài cho tới khi con cái trưởng thành, gây nên nhiều tổn thương về tâm lý. Chính vì vậy, bước qua tuổi 50, bản thân nhất định cần phải biết cách đối xử công bằng với con cái, có nhà cửa đàng hoàng, tích góp được số vốn nhất định. Quan trọng nhất là phải biết tự chăm sóc bản thân, dành dụm đủ tiền để tự lo cuộc sống sau khi về già của mình. Thứ hai, cho người thân, bạn bè vay tiền, không cẩn thận lại rước họa vào thân. Lòng tốt không chỉ đến từ tấm lòng mà còn xuất phát từ sự tôn trọng. Chính vì tôn trọng người thân, bạn bè nên là bạn sẵn sàng cho họ vay tiền trong những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, lòng tốt chỉ thực sự có giá trị khi đặt đúng người, đúng lúc, đúng chỗ. Một số người vay tiền bạn nhưng lại chẳng có lấy một chút cảm kích, biết ơn, mà ngược lại còn muốn trốn tránh trả lại tiền. Có câu nói rằng sẽ không ai có thể dẫm đạp lên bạn nếu bạn không cho họ cơ hội. Vì vậy, nếu ngay từ đầu bạn thẳng thắn từ chối cho đối phương mượn tiền thì họ sẽ không ngày này qua ngày khác khiến cho bạn phải phiền não. Có những người chỉ biết dựa dẫm vào người khác, không có ý chí phấn đấu, gặp khó khăn lại tìm tới bạn vay tiền, thì lúc đó sự giúp đỡ của bạn chẳng khác nào đang tiếp tay cho con sâu làm rầu nồi canh trong xã hội. Thậm chí nếu gặp phải trường hợp con nợ của bạn dây dưa mãi không trả thì không chỉ bạn mà còn ảnh hưởng tới kinh tế trong gia đình, dẫn tới xích mích cãi vã. Thứ ba, một mình gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, anh chị em trong nhà sẽ dễ lời qua tiếng lại. Người xưa có câu trăm nết thiện, chữ hiếu đứng đầu. Trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ không phải của riêng ai. Chính vì thế, các con trong một gia đình tuyệt đối không được đùn đẩy trách nhiệm này của mình cho bất cứ một người nào khác. Khi bạn 50 tuổi, cha mẹ cũng đã bước qua tuổi 70, 80. Ở độ tuổi này, còn được sống cùng cha mẹ chính là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc. Thế nhưng, ở một khía cạnh khác, đó lại là gánh nặng. Nhất là đối với những người không có an sinh xã hội và tiền tiết kiệm về già. Thậm chí, qua 50 tuổi, chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng phải dựa vào con cháu, thì làm sao mà đủ khả năng chăm sóc cha mẹ già. Người xưa có câu, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Anh chị em trong nhà phải biết hòa thuận, thương yêu, chia sẻ trách nhiệm chung của gia đình như là chăm sóc ông bà, cha mẹ. Thế nên, việc phụng dưỡng cha mẹ tốt nhất
nên cùng anh chị em trong gia đình bàn bạc, không nên tự mình đưa ra quyết định để tránh những hiểu lầm không đáng có. Thứ tư, trong công việc, càng năng nổ, nhiệt tình sẽ càng áp lực. Rất nhiều người đến tuổi 50 vẫn luôn nghĩ rằng bản thân vẫn có thể làm được những điều lớn lao không thua kém gì thế hệ trẻ. Thế nhưng khi tuổi tác đã cao, bản thân không bắt kịp được sự phát triển của công nghệ mới thì cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Nếu không làm tốt công việc thì sẽ bị của trách, nếu không về hưu thì sẽ trở thành cây gai trong mắt của mọi người. Vì thế, hãy cố gắng thích nghi với những thay đổi ở nơi làm việc và chủ động nhượng bộ thì công việc của bạn sẽ thuận lợi, mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp cũng sẽ hài hòa hơn. Hãy nhớ rằng, lùi một bước, tiến ngàn dặm. Người xưa có câu, lên núi thì dễ, xuống núi mới khó. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Trong cuộc sống, ta thà bước chậm mà chắc, còn hơn đi nhanh mà sai đường. Số bà còn khổ đường con cái. Ở tuổi 70, trong khi người ta đã thong dong tận hưởng cuộc sống bên con cháu, vợ chồng bà vẫn lay lắt ở nhà thuê, giày đây mai đó, nhìn bà không ai không mủi lòng. Nhưng nhớ lối sống của vợ chồng bà trước đây, tôi nghĩ hoàn cảnh bây giờ cũng do cái nghiệp mà ông bà đã tạo. Thời còn trẻ, bà ít chịu làm lụng, chỉ sống dựa vào chồng. Bà nghiện tứ sắc đến nỗi con cái bỏ mặc cho mẹ ruột chăm sóc để nướng mình trên chiếu bạc. Chồng bà làm thầu xây dựng, lúc thuận lợi phất lên như diều gặp gió, rồi ông có nhân tình, tiền bạc như gió vào nhà trống. Con cái khổ sở, có đứa phải bỏ học xứ. Lớn lên, các con lập gia đình, lần lượt ra riêng. Căn nhà của ông bà bán đi để trả nợ hai vợ chồng, còn dư chút ít chẳng đủ để mua căn nhà nhỏ nên đành phải ở nhà thuê. Bà bảo con cái có đứa khá giả nhưng chẳng đứa nào để ông bà về ở chung. Bà cho rằng các con nghe lời vợ chồng nó nên là ông bà chẳng được nhờ. Tôi trộm nghĩ có khi do các con giận cha mẹ trước kia chẳng lo cho con cái. Một người bà con xa của tôi thích ở một mình cho yên tĩnh, ông không thích bị trẻ con quấy rầy. Khi ông qua đời sau cơn tai biến mà mấy ngày sau mới được phát hiện, hàng xóm có người trách con cái sao vô tâm. Có phải cách ông bà cha mẹ đối xử với con cháu trước kia thế nào thì cái kết họ nhận lại sẽ như thế ấy. Nghe có vẻ sòng phẳng nhưng rõ ràng là không thể trông mong con cháu yêu thương chăm sóc mình hết lòng khi giữa hai bên không